Hôm nay thì mình sẽ nói về nhóm kháng sinh rifamycin. Nhóm kháng sinh rifamycin thuộc một nhóm lớn hơn là nhóm azithromycin, có nhiều chất chống ung thư, kháng khuẩn và cả kháng virus. Nhóm kháng sinh rifamycin được sử dụng tại Việt Nam gồm có các thuốc là rifampicin, tên ở Mỹ là rifampin, rifapentin và rifabutin, còn rifalazine và rifaximin ít tại được sử dụng tại Việt Nam. Cơ chế của nó là ngăn cản sinh tổng hợp axit nucleic của vi khuẩn bằng cách ức chế ARN polymerase như sau. Các bạn có thể thấy đây là ADN, nó sẽ được dịch sao mã nhờ ARN polymerase tạo thành ARN, mRNA và mRNA sau quá trình dịch mã nó sẽ tạo thành protein. Tuy nhiên, thuốc sẽ tác động bằng cách ức chế ADN ARN polymerase của vi khuẩn. Vì thế, vi khuẩn không thể tạo thành ARN và càng không thể tạo thành protein được. Nhờ cơ chế này, thuốc sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tại vì cơ chế này khá là mạnh mẽ. Thuốc sẽ chọn lọc ARN polymerase của vi khuẩn và virus, không hoặc rất ít tác động trên cơ thể con người. Vì thế, nó sẽ có tác dụng trên virus post virus. Post virus sẽ có ARN polymerase riêng của nó. Nó không sử dụng ARN polymerase của người như các dòng virus khác, cho nên sẽ bị thuốc tiêu diệt. Do cơ chế này thì thuốc cũng dễ dàng bị đề kháng, do cơ chế khá là đơn giản. Phổ tác động của thuốc. Thuốc sẽ có tác dụng rất rộng. Đặc biệt thì nó sẽ tác dụng trên các chủng Mycobacterium, tại vì nhờ khả năng thấm tốt vào tế bào của nó và thấm tốt qua màng acid mycolic của vi khuẩn Mycobacterium. Nó sẽ có tác động trên các vi khuẩn lao điển hình và lao không điển hình. Nó cũng có tác dụng trên trực khuẩn phong. Tuy nhiên, tác động trên việc trực khuẩn phong thì nó không tác động không mạnh giống như là tác động trên trực khuẩn lao. Nó có tác động trên các vi khuẩn không điển hình như Legionella và Chlamydia nữa, tại vì nó thấm tốt vào tế bào mà. Các loài như Enterobacter, Acinetobacter và Pseudomonas về bản chất thì kháng với rifampin khi mà đơn trị. Tuy nhiên, khi mà rifampin được phối hợp với các thuốc giống như carbapenem hoặc colistin vẫn có tác dụng trên Acinetobacter hoặc Pseudomonas, nên nó vẫn được sử dụng để điều trị các chủng này đa kháng. Trong điều trị lao, do thấm tốt vào tế bào và phân phối rộng trong cơ thể nên kháng sinh này được dùng để điều trị cả lao, tất cả các thể lao như lao màng não, lao phổi, lao xương, lao gan. Do dễ bị đề kháng nên bắt buộc phải phối hợp với các thuốc trị lao khác như NH, PZA, ethambutol hoặc streptomycin để phòng đột biến. Điều trị phong, nó không có tác động mạnh trên phong giống như là tác động mạnh trên lao. Bắt buộc phải phối hợp với Dapsone, hoặc là nếu mà phác đồ bá thuốc thì phối hợp với Dapsone và clofazimine. Thuốc không bao giờ được dùng để đơn trị, tuy nhiên nó cũng có thể sử dụng đơn độc để phòng viêm màng não do Haemophilus influenza và não mô cầu. Ngoài ra, một đặc tính khá tuyệt vời của nó là nó sẽ tác động trên MRSA, cho nên nó sẽ được dùng để điều trị MRSA kháng với methicillin và đa kháng. Rifampin cũng tác dụng tốt trong nội bào, các mầm bệnh nội bào, nên nó sẽ dùng để điều trị thay thế cho doxycycline các bệnh như sốt ve, sốt mò. Doxycycline có một đặc tính là các bạn cần nên nhớ là nó sẽ tác động trên hầu hết các chủng mầm bệnh lây từ động vật sang người. Cho nên cứ nghi ngờ các mầm bệnh lây từ động vật sang người giống như ve mò, sốt ve mò hoặc là bệnh than, hoặc là những con gì mà động vật nó đốt á, mà mình bị bệnh, thì còn bạn có thể dùng doxycycline như là một kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm. Chỉ khi không sử dụng được với doxycycline giống như trẻ nhỏ hoặc phụ nữ có thai chẳng hạn, cho con bú, thì ở đây mình có thể điều trị sốt ve, sốt mò bằng rifampin. Nói về tương tác thuốc, các bạn cần nhớ là rifampicin là thuốc cảm ứng enzyme gan CP450 mạnh nhất được người biết đến. Và cái người mà bị lao thì 95% là họ sẽ bị nhiễm HIV. Vì thế các bạn cần phải nhớ đến tương tác là rifampin cộng với ARV. Nếu mà các bạn không chú ý đến tương tác này thì rifampin có thể chuyển hóa ARV mạnh đến mức mà ARV không có tác dụng nữa. Có nghĩa là không có tác dụng kháng HIV nữa.
và như vậy thì có thể dẫn đến điều trị thất bại. Cho nên các bạn cần phải lưu ý đến tương tác này và thay thế rifampin bằng rifabutin là một chất ít chuyển hóa đến ít cảm ứng enzyme CP450. Còn một tương tác nữa mà các bạn hay thấy trong đại học này là rifampin cộng với thuốc tránh thai. Rifampin nó sẽ chuyển hóa mạnh thuốc tránh thai và dẫn đến giảm nồng độ thuốc tránh thai đến mức mà gây vỡ kế hoạch. Cần phải nhớ nha. Danh sách các thuốc tương tác như sau. Các bạn có thể lưu ý mình sẽ gửi slide ở dưới cho các bạn xem. Vì rifabutin là thuốc cảm ứng enzyme gan yếu nhất cho nên nó sẽ thay thế rifampin để điều trị khi mà dùng chung phác đồ với ARV. Tương tác thuốc thì tổ hợp thuốc kháng lao rất điển hình là rifampin cộng NH cộng PZA. Ba chất này đều là những chất gây độc gan. Cho nên nếu mà sử dụng phác đồ này cần phải đánh giá tình trạng của gan và theo dõi những biến chứng trên gan cho bệnh nhân. Thuốc này thuộc bảng CFDA nên hạn chế sử dụng trên phụ nữ có thai, cần cân nhắc lợi giữa lợi ích và nguy cơ đối với thai nhi. Bảng CFDA có nghĩa là những thuốc có thể gây quái thai hoặc tổn hại trên thai nhi. Có điều thì thuốc này có đào thải qua sữa mẹ, nhưng người mẹ cho con bú vẫn có thể sử dụng rifampin. Tại vì thuốc chỉ đào thải ở sữa mẹ ở một nồng độ rất thấp, chỉ khoảng 10% thôi. 10% thuốc. Cho nên 10% so với huyết tương, cho nên trẻ uống vào, trẻ bú sữa mẹ không có nguy cơ. Thuốc có thể sử dụng lúc bụng đói với một cốc nước đầy và chỉ cần sử dụng một duy nhất một lần trong ngày là đủ. Mình đến với rifaximin thì những thuốc mình đã bôi đỏ là những thuốc có tác dụng cục bộ trong ruột. Thuốc hấp thu rất kém qua đường tiêu hóa cho nên sẽ rất ít tác dụng phụ. Và một đặc điểm là thuốc có đặc tính kháng viêm. Đây là một đặc tính rất tuyệt vời. Những thuốc có tác dụng kháng viêm nó sẽ có tác dụng là chống lại là hội chứng ruột kích thích. Cho nên thuốc này được dùng để điều trị hội chứng ruột kích thích. Do nó có tác dụng cục bộ trong đường ruột cho và ở trong đường ruột nó có nồng độ cao và nó có khả năng kháng viêm nên nó sẽ được dùng để điều trị tiêu chảy du lịch và tiêu chảy do E. coli. Một đặc điểm nữa, nó có thể tiêu diệt hệ khuẩn trí trong bệnh não gan. Các bạn biết là trong bệnh não gan, bệnh nhân bị hôn mê gan do nồng độ NH3 trong máu tăng quá cao. Vì vậy cần phải quét sạch hệ khuẩn trí này, vì hệ khuẩn trí này là hệ nó sinh ra NH3. Vì thế cần phải quét sạch hệ khuẩn trí trong bệnh não gan và phòng ngừa bệnh não gan. Ngoài ra thì thuốc này là một thuốc được phê duyệt để điều trị Clostridium difficile cùng với metronidazole và vancomycin. Hiện nay thì metronidazole không còn là thuốc đầu tay để điều trị Clostridium difficile nữa mà là rifaximin hoặc là vancomycin nhưng uống. Có một đặc điểm là rifaximin là một thuốc mồ côi. Tức là cái hãng sản xuất ra của nó sẽ không có lợi nhuận khi mà sản xuất ra thuốc này. Vì thế không nhà phát triển nào sản xuất ra nó cả. Cho nên phải có sự tài trợ của chính phủ thì thuốc này mới có thể ra đời được. Đề kháng đối với rifaximin thì rifaximin có tác dụng cục bộ trong ruột, nồng độ thuốc rất cao và thiếu gen chuyển hóa kháng ngang nên sự phát triển đề kháng vi khuẩn là rất hiếm. Tại vì gen mà đề kháng với rifaximin nó không nằm trên plasmid cho nên nó không có gen chuyển hóa ngang, không có kháng ngang. Trong như khi những gen giống như beta lactamase là nó nằm trên plasmid nên sự mà chuyển gen ngang rất là nhanh. Ngoài ra thì thuốc có nồng độ rất cao, ví dụ như mà các bạn có thể thấy giống như trường hợp của vancomycin và novomycin trong điều trị viêm các bệnh đường ruột vậy. Ví dụ vancomycin á thì cái nồng độ của nó trong dịch ruột lên đến 1 mg trên 1 ml. Nồng độ này thuốc này rất cao cho nên là có Clostridium difficile không thể đề kháng với nó được. Hiện tại chưa thể đề kháng. Về những tương tác kháng sinh mà nó có thể sử dụng thì rifampicin á nó sẽ đối kháng với nhóm aminoglycosid, tiêu biểu là đối kháng với amikacin và gentamicin.
Nhưng có một điều đặc biệt là nó không đối kháng với streptomycin, cho nên nó hoàn toàn có thể sử dụng trong phác đồ điều trị lao với streptomycin. Ngoài ra thì nó có đối kháng với quinolone nữa, ví dụ như moxifloxacin. Các bạn sử dụng rifampicin và moxifloxacin sẽ làm giảm nồng độ của moxifloxacin trong nồng độ của trong tế bào. Vì thế giảm nồng độ giảm hiệu quả của moxifloxacin. Các bạn cần nhớ nha, tại vì hai thuốc này đều là những thuốc mà điều trị các mầm bệnh nội bào cả. Các bạn không thể sử dụng để điều trị chlamydia mà phối hợp với rifampicin và moxifloxacin được. Về tương tác cộng hiệp lực thì rifampicin sẽ có tương tác hiệp lực với beta lactam và colistin. Đây là một điều rất quan trọng tại vì nó sẽ được sự ứng dụng để điều trị các mầm bệnh đa kháng thuốc. Các bạn cần biết á, colistin là một thuốc có khả năng độc thận rất cao và nó độc thận tùy thuộc vào nồng độ. Cho nên nó nên được phối hợp với một kháng sinh khác giống như rifampicin hoặc là beta lactam để giảm nồng độ của colistin trong điều trị. Như vậy thì sẽ tăng hiệu quả diệt khuẩn, giảm nồng độ colistin dẫn đến giảm độc thận và đề phòng đột biến. Cho nên rifampin có thể phối hợp hoặc beta lactam như cả ba bên em chẳng hạn. Mình xin kết thúc tại đây.